vẫn nhập cái mã ID khẩn cấp cho cái xe này ha. Xe này đã gắn cái thiết bị chống cướp rồi. Thì cái thao tác mà để nhập mã ID khẩn cấp thì nó cũng giống như xe zin thôi ha. Sau khi mà mình gắn xong cái thiết bị chống cướp lên xe rồi á, thì nếu mà trong trường hợp chiếc remote này nó bị mất đi, đây remote này nó đang ở đèn ở chế độ đèn đỏ thì nó không có điều khiển được cái xe ha. Nó không có khởi động máy được. Thì bây giờ sao, giống như là mình đang bị mất remote nè, thì mình sẽ có cái mã số đi kèm với remote xe đó. Cái xe mình mua trong hãng á, nó sẽ có một cái hai chiếc remote và một cái mã số ở đây, mã ID đây ha. Thì á, trên cái thẻ nó sẽ có những cái mã số nè, nó gồm có 2, 4, 6, 9 mã số ha. Thì đó, mình sẽ nhập những cái mã số của lần lượt trên cái thẻ này. Đầu tiên là số 0 ha. Số 0 thì mình không có bấm, mình bỏ qua. Khi mà cái đèn trên đồng hồ, cái đèn ổ khóa biểu tượng trên đồng hồ nó chớp một cái á, nếu mà tới số 0 thì mình bỏ qua, mình không bấm, cho nó chớp thêm lần nữa mình mới bấm cái tiếp tục cái mã số tiếp theo nè. Rồi. Bây giờ đầu tiên mình sẽ bấm giữ nút đề khoảng 5 giây cho cái đèn cho cái biểu tượng chìa khóa nó chớp nè. Rồi. Khi mà nó chớp tắt vậy ha, mình bấm lại một cái nữa, bấm lên nút đề một cái nữa cho cái này cái biểu tượng chìa khóa nó đứng im lại. Sau đó mình sẽ nhập cái mã số trên cái thẻ này. Ví dụ số 0 thì mình bỏ qua luôn ha. Cho cái này cái biểu tượng nó chớp cái, mình sẽ bấm số kế tiếp là số 8, mình bấm 8 lần ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi tiếp tới là số 1. Chờ cho nó chớp cái nữa mình bấm số 1 ha. Rồi số 1. Số tiếp theo là số 0. Số 0 thì mình không bấm ha, bỏ qua luôn, cho chớp cái. Chớp lại cái nữa là mình bấm tới số tiếp theo là số 3. 1 2 3. Rồi những cái số sau cùng mình sẽ không đọc số lên ha, để đảm bảo cho cái xe này. 1. Trong quá trình mình nhập mà nếu mà sai một số á, thì nó sẽ không có nó không khởi động máy được ha. Chỉ cần sai một số trên cái mã ID á, trên cái mã của cái thẻ này á, là nó sẽ không có cho mình khởi động được, bắt buộc mình phải bấm lại làm lại từ đầu á. Rồi chớp cái tương ứng với số 0 là mình không bấm cho nó chớp cái. Rồi bấm số tiếp theo là số 8, 3, 4. Rồi thì khi mà mình nhập đúng mã số rồi, nó sẽ kêu hai tiếng bíp bíp ha, thì lúc đó mình sẽ mở máy bình thường. Rồi bắt đầu về máy khởi động bình thường ha. Remote đang ở chế độ là mất tín hiệu ha. Đó thì đó là cái tính năng nhập mã ID khi mà mình bị mất chiếc remote này, hoặc là remote hết pin ha. Đó, bạn hãy thao tác như nãy giờ mình làm.